xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay Hải quân các nước NATO bắt đầu đợt triển khai lớn nhất kể từ khi xung đột Ukraine-Nga bùng nổ với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp lần đầu tiên đặt dưới sự chỉ huy của Liên minh. Theo hãng tin Reuters, tàu sân bay Charles de Gaulle bắt đầu sứ mệnh ở địa Trung Hải ngày 26 tháng 4. Nhóm tác chiến tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle và các chiến hạm đi kèm là trung tâm Neptune Strike của NATO. Sứ mệnh sẽ chứng kiến một loạt cuộc tập trận mà NATO khẳng định giúp các thành viên phối hợp mạch lạc và ngăn chặn đối phương tốt hơn. Việc tàu Charles de Gaulle lần đầu tiên đặt dưới sự kiểm soát hoạt động của NATO mang tính biểu tượng cao vì đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp được đặt theo tên vị tổng thống đã rút nước Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO vào năm 1966. Theo Reuters, Neptune Style có sự tham gia của khoảng 20 tàu bao gồm các nhóm tàu sân bay hạng nhẹ từ Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của đợt triển khai lần này bao gồm các chuyến bay tầm xa để mô phỏng những đợt tấn công hỗ trợ lục quân ở Đông Âu. Trước thêm triển khai, các đại sứ từ 32 quốc gia thành viên NATO đã đến thăm tàu sân bay Charles de Gaulle, chứng kiến các máy bay chiến đấu Rafale cất cánh từ trên bong. Neptune Strike không được tuyên bố là một thông điệp của NATO gửi đến Nga. Tuy nhiên, khái niệm chiến lược của NATO xác định Moscow là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của các nước thành viên. Trước đó, ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo, cho rằng mối quan hệ giữa Nga và NATO có thể được mô tả là điều gì đó còn hơn cả chiến tranh lạnh. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin họ có kế hoạch tấn công NATO. Ông Gavrilov cho rằng trong chiến tranh lạnh, hầu như tất cả các tuyên bố của NATO đều bắt đầu bằng việc đánh giá khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn bất ngờ vào khối này từ Liên Xô và các đồng minh Đông Âu. Ông cho biết những phát ngôn và cảnh báo tương tự cũng xuất hiện tại NATO trong thời gian qua. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc lực lượng quân sự NATO thực tế đã có mặt ở Ukraine. Ông cũng cảnh báo nguy cơ thế chiến thứ ba nếu xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Trước đó, theo trang Business Insider, tại một sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ mới CNAS tổ chức đầu tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đánh giá Nga đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh quân sự sau những thất bại vào thời gian đầu. Ông Campbell nói, cho rằng Moscow hiện đặt ra mối đe dọa cho Ukraine rằng chúng tôi đã đánh giá trong vài tháng qua rằng Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn về quân sự. Nhà ngoại giao tuyên bố, nhưng không chỉ cho Ukraine, những năng lực mới tạo lập của họ đặt ra thách thức lâu dài cho sự ổn định tại châu Âu và đe dọa các đồng minh NATO. Nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên hôm 26 tháng 4 cho biết, số lượng đòn tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt đang gia tăng nhằm mục đích vô hiệu hóa các chuyến hàng quân sự và làm tê liệt hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây ra tiền tuyến. Nguồn tin cho hay, đây là những động thái thường thấy trước một cuộc tấn công quy mô lớn. Giới chức Ukraine hiếm khi tiết lộ thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên trong tình báo nước này xác nhận rằng Moscow đang đẩy mạnh tấn công hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn nguồn cung vũ khí của Kiev. Các quan chức cấp tỉnh và hãng vận hành đường sắt Ukraine-Litnitsia xác nhận Nga đang tăng cường tấn công các nhà ga và đoàn tàu trên khắp Ukraine. Ngoài những khu vực tiền tuyến như tỉnh Donetsk, Kharkov, nhiều hạ tầng đường sắt ở các tỉnh miền Trung như Chekatsky và Dnipro cũng trở thành mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này vừa qua đã tấn công một tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine ở Udachnoye, Donetsk. Đài RT dẫn thông cáo hôm 26 tháng 4 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Vụ tập kích nói trên có sự tham gia của các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh. Khu dân cư Udachnoye, nơi xảy ra việc, nằm ở phía tây vùng Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Nhà chức trách Nga cho biết thêm, binh sĩ Moscow cũng tập kích các thành viên cùng trang thiết bị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 67 của Ukraine tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu định cư Balakleya thuộc vùng Kharkov. Các vụ tập kích của Nga diễn ra không lâu sau khi Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Giới chức Mỹ đã công bố lô vũ khí trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với nhiều loại đạn dược, khí tài và phương tiện chiến đấu chuyển tới Kiev. Đối với Ukraine, tin tức về gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua đã mang lại hy vọng về những bước tiến mới khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba. Nhưng nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây đặt câu hỏi liệu gói viện trợ này có thể giúp Ukraine giải quyết những vấn đề mà nước này đang gặp phải trên chiến trường ở mức độ nào. Trong khi đó, Nga đang nỗ lực khai thác những lỗ hổng hiện có của Ukraine, đặc biệt là sự thiếu hụt hệ thống phòng không. Michael, thành viên cấp cao của Quỹ Hòa bình Quốc tế Kennedy nhận định, về cơ bản, Nga có một cơ hội trong năm nay và nếu họ không giành được lợi thế mang tính quyết định, thì lợi thế của họ sẽ bắt đầu bị suy giảm vào năm 2025 và khi đó họ sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin cho biết Ukraine chuẩn bị tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga khi làn sóng viện trợ quân sự của phương Tây hướng đến hỗ trợ Kiev định hình cuộc xung đột theo các cách mạnh mẽ hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đô đốc Tony Radakin thừa nhận tình trạng quốc phòng ảm đạm của Ukraine tuyên bố rằng nước này đang phải đối mặt với một cuộc giao tranh cam go nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga đang tiến công tuy vậy tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang anh một nhân vật chủ chốt trong vấn đề viện trợ quân sự của phương tây cho kiev nhấn mạnh một lát cắt ảm đạm của cuộc xung đột không nói lên xu hướng lâu dài có lợi hơn cho kiev ông tony radakin cho biết những điều này bao gồm các gói viện trợ quân sự từ mỹ và châu âu các cuộc tấn công tầm xa ngày càng thành công của phía ukraine và thất bại của moscow trong việc thắt chặt xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của kiev qua biển đen ông radakin nói Điều nguy hiểm trong bất cứ cục diện nào chính là việc bỏ qua tình hình hiện tại mà tập trung những gì sẽ xảy ra trong vài năm tới. Đồng thời cho biết nên ngừng tung hô Nga cũng như tin tưởng vào những lợi thế lớn cho Ukraine. Trong suốt gần 6 tháng gói viện trợ của Mỹ cho Kiev bị gián đoạn, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công Ukraine bằng pháo hạng nặng, tên lửa và máy bay không người lái trong khi đạt được một số thành tựu về lãnh thổ ở Ukraine. Trong một nỗ lực thúc đẩy đáng kể cho Ukraine, Washington đã không còn do dự trong việc cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa ATACMS MS cho Ukraine, đồng thời bí mật gửi một lô tên lửa vào đầu tháng 4 năm 2024 với tầm bắn 300 km. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết sẽ có thêm nhiều tên lửa ATACMS được gửi tới Ukraine. Ông Sullivan tin rằng những tên lửa này sẽ tạo ra sự khác biệt trên chiến trường sau một cuộc tranh luận kéo dài, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chỉ đạo chính phủ của mình đảm bảo hệ thống tầm xa được sử dụng bên trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Ngược lại, ông Radakin không bày tỏ sự e ngại rõ ràng nào trước các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga. Tướng Radakin cho biết, khi Ukraine có thêm khả năng cho cuộc tấn công tầm xa, các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ của đối phương sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn và chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Sau nhiều tháng do dự về chiến lược của phương Tây ở Ukraine, ông Radakin đã bày tỏ sự lạc quan về tình hình khi tất cả các nước NATO đang thảo luận về việc huy động nhiều ngân sách hơn. Ông Radakin cũng bác bỏ những chỉ trích về việc phương Tây không có kế hoạch rõ ràng, tổng quan về các phương án giúp Kiev giành thắng lợi, mà thay vào đó chỉ cung cấp đủ viện trợ quân sự để tránh thất bại. Theo ông Radakin, không nên mong đợi về việc sẽ có một thông báo thẳng thắn tiết lộ toàn bộ chiến lược bởi một số yếu tố trong cách tiếp cận quân sự của Ukraine sẽ được giấu kín, đồng thời một số hành động sẽ được quyết định bởi lợi thế chiến thuật hoặc chiến dịch và một số khác phụ thuộc vào các khía cạnh nền tảng hơn. Ông Radakin cho biết những yếu tố này sẽ có hiệu quả mạnh mẽ hơn trong những năm tới, nhưng chúng cũng sẽ giúp Ukraine định hình cuộc xung đột theo những cách mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Cuối tuần trước, các UAV và trinh sát Nga Chịu trách nhiệm giám sát tiền tuyến phía tây Adygea ở khu vực Donetsk thuộc phía đông Ukraine đã quan sát được một vài điều lạ lùng. Các chiến hào của Ukraine ở phía đông làng Ocheretino trước đó do các binh lính thuộc lữ đoàn cơ giới 47 kiểm soát hoàn toàn chống trơn. Như vậy, ngôi làng này đang không được bảo vệ. Tận dụng cơ hội đó, lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của quân đội Nga đã di chuyển vài km dọc tuyến đường sắt chạy tới phía tây từ Adygea, kiểm soát hầu hết Ocheretino và có thể là cả Novo Mutoka, ngôi làng ở phía nam Ocheritino. Đây là sự thâm nhập nhanh nhất vào lãnh thổ Ukraine của các lực lượng Nga trong những tháng qua, đe dọa làm sụp đổ phòng tuyến của Ukraine ở phía tây Adipka. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine nhận định, chiếc hộp Pandora đã mở. Để hiểu được các chỉ huy Ukraine lo sợ như thế nào hiện nay, hãy xem xét lữ đoàn họ đã đưa vào chiến đấu ở phía bắc và phía tây Ocheritino. Đó là lữ đoàn cơ giới 100. Lữ đoàn này là một trong những lữ đoàn mới nhất và được trang bị ít nhất trong quân đội Ukraine. Trên thực tế, dường như không phù hợp cho kiểu giao tranh trên tiền tuyến mà các chỉ huy yêu cầu. Tuy nhiên, dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết, cuộc phản kích thành công của lữ đoàn cơ giới số 100 đã ngăn chặn nỗ lực tiến quân của Nga từ làng Ocheritino đến làng Proheres cách đó 11 km về phía Tây. Dù vậy, một số chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng triển khai lữ đoàn 100 là phản ứng hốt hoảng của quân đội Ukraine sau khi các đơn vị Nga giành được Ocheritino và liên tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh, cũng như cho thấy tình trạng thiếu thốn binh lực của Kiev hiện nay. Lữ đoàn 100 được thành lập năm 2018 và thuộc biên chế lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Đây là lực lượng dự bị dân sự có nhiệm vụ chính là tạo ra đơn vị sẵn sàng chiến đấu từ những người dân thường qua huấn luyện và hỗ trợ quân đội chính quy. Đơn vị được tái cấu trúc hồi cuối tháng 3 truyền thành lữ đoàn cơ giới chính quy thuộc lục quân Ukraine và biên chế khoảng 2.000 binh sĩ. Các thành viên lữ đoàn 100 từng tham gia nhiều trận đánh trong hơn 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn bị coi là thua kém nhiều so với những lực lượng tinh nhuệ như lữ đoàn 47, do mới chuyển đổi cấu trúc tác chiến và không được trang bị khí tài hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Cây bút David Ace của Forbes nhận xét, quân đội Ukraine phải vội vàng điều động lữ đoàn tương đối yếu, đến gần Ocheritino cho thấy tình trạng thiếu hụt lực lượng dự bị của họ ở phía tây Adipka. Ngược lại, Nga đang ém giữ nhiều đơn vị sẵn sàng tham chiến trên hướng Adipka, điển hình là sư đoàn tăng cận vệ số 90.